Chào các bạn, mình là Kỹ Sư Hẻm. Hôm nay mình rất là hân hạnh nhận được món quà tặng của một người bạn ở nước ngoài gửi về cho mình, một cái nón Arai dành riêng cho fan của Ducati và một cái nón beo full carbon dành cho dân đua đời mới nhất. Thì mình sẽ đập thùng hai chiếc nón này để xem trên nó có những cái công nghệ gì mà mới đem lại cho những cái người rider như chúng ta thêm những cái hỗ trợ về an toàn. Thì đầu tiên, cái thùng của Beo nó rất là dễ nhận biết. Thùng nón của Beo lúc nào nó cũng rất là bự và nó dài. Lý do vì sao? Vì bên trong nó bỏ cả một cái giỏ sách như thế này, nó gần như là cái túi du lịch mà bạn bình thường hay đi du lịch vậy đó. Họ rất là đầu tư vào cái bao đựng nón rất là trau chuốt. Đấy, cái hãng Beo này á thì ở Việt Nam cũng không có quá nhiều người xài, nhưng mà ở với thị trường Mỹ hay châu Âu họ xài rất là thông dụng. Đây, đây là một cái nón Beo dòng series là series star, nhưng mà dòng này nó chuyên là về dòng đua race star. Đấy, nó là bản cao cấp nhất. Thì nó hơn những cái bản hiện giờ như thế nào? Đầu tiên là cái mặt kiếng của nó đã được cải tiến ở thế hệ mới, là cái kiếng nó dài hơn, nó rộng hơn, giúp cho cái tầm nhìn của mình được rộng hơn. Đấy, và cái thứ hai nữa, cái nón bản race này nó được làm bằng chất liệu là carbon 3K mà loại siêu nhẹ, để giúp cho nó có cái trọng lượng nhẹ nhất và thoải mái nhất. Cái mới ở phía trong của nó thì có cái gì? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là ở ngay cái phần hệ thống dây gài, nó là dây gài theo kiểu luồn từ 2 và móc về 1. Đây là cái kiểu gài mà tiêu chuẩn của rất là nhiều hãng sử dụng. Nhưng mà cái hay hơn của nó là cái gì? Hiện giờ là cái lúc mà mình cài vô xong mà cái phần dây dư á, thì thường hay là mình sẽ phải bấm nút bấm. Nhưng mà đối với hãng Beo bây giờ nó sẽ xài là 500. Có nghĩa là bạn chỉ việc cài dây xong, bạn thả đó, tự động 500 nó sẽ hít dính lại, đúng vào, đấy như thế này, để cho cái dây này nó không sụp xịt, nó không bay, hay là nếu mà lỡ như bạn cài gấp quá nó quên thì nó sẽ tự động và nó kết nối vào. Đây là cũng là một cái tiện lợi, rất là tiện lợi. Khi mà bạn đang chạy xe, bạn quên cài thì nó đập vào cổ nó khó chịu, thì cái này nó chỉ cần đơn giản là tự động nó sẽ hít vào. Đấy, bạn không cần phải làm gì nhiều. Và kế đó bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có hai cái chữ. Hai cái chữ này là nó ghi là pull to remove, có nghĩa là kéo ra để mà gỡ. Thì cái nút này á, hai cái này, đa phần những cái nón nó đều có những cái miếng tem hay là những cái miếng mạc nó ở ngay cái vị trí này. Để làm gì? Thì đây chính là cái trường hợp khẩn cấp. Vừa rồi có một cái người mà bạn chạy chung một cái niềm đam mê là mô tô. Thì khi mà họ test xe á, thì cái người khác người ta không biết cách làm sao tháo nó. Tại vì những cái nón như thế này nó sẽ bóp rất là chặt. Bạn tháo theo kiểu thông thường nó sẽ rất là khó chịu và sẽ gây tổn thương cho tới những cái người mà đã có chấn thương. Đấy, thì cái cách tháo mà khi mà người ta chấn thương nó phải ra làm sao? Thì thường là những cái nón này bạn sẽ phải tháo hai miếng lót dưới cùng, thì ở đây nó sẽ có cái thiết kế để mà tháo nhanh. Bạn chỉ việc luồn hai ngón tay vô và giật mạnh ra, đấy, rất là nhẹ, là tự động hai miếng mút này rớt ra. Thì khi hai miếng mút này nó rớt ra rồi á, thì cái đầu của cái người đó nó sẽ được thoáng ở phía dưới đây, và bạn chỉ đơn giản là bạn tuột ra nhẹ nhàng. Chứ nếu bạn vẫn để hai miếng đó, bạn tuột ra thì hai miếng đó nó sẽ dướng lại ngay cái cằm, không có đẩy ra được và sẽ rất là đau, hoặc là có thể chấn thương cột sống cổ nếu bạn kéo rất là lực rất mạnh. Đấy, đấy là một cái tiêu chuẩn an toàn cho toàn bộ cái nón đua, là phải tháo hai miếng này ra trước. Đấy, và kế đó ở phía bên trong, à chưa nữa, ngoài ra đối với Beo, bạn có thể nhìn thấy Beo hiện giờ không còn xài nút ngàm bấm vào trong nón bảo hiểm như những cái loại nón thông thường để gắn những cái miếng contact này, mà hiện giờ toàn bộ sử dụng là bằng 500 từ. Đấy, là cứ để vào là tự động nó hít cái phọc vô một cái rất là nhanh, rất là gọn mà không sợ bị nó rớt ra. Đấy, kế tiếp mình sẽ tháo cái lớp lót ở phía bên trong ra. Lớp lót cũng rất là dễ tháo bằng hai cái ngàm. Cái ngàm này bạn chỉ việc giật ra và thôi. Đấy, phía sau đây cũng vậy. Thì bên trong đây cái nón nó ngon hơn những cái nón bình thường như thế nào? Thì với cái công nghệ mới của Beo á, Beo nó sử dụng cái lớp lót bên trong gồm 3 mảnh lận.
những cái nón thông thường chỉ một mảnh duy nhất thôi, có nghĩa là một lớp mút chịu lực dày như đây. Nhưng mà với bèo, bèo chia ra làm 3 lớp, lớp màu đen, lớp màu đỏ và lớp trong cùng màu trắng. Thì ba lớp này nhà sản xuất ghi rõ là sẽ dành cho ba cái sự tác động, gồm tác động nhẹ, tác động mạnh và tác động rất mạnh. Thì bộ ba này cái lúc mà té có những cái lực xoắn nó sẽ hấp thụ lực và nó triệt tiêu cái lực đó. Vì thế cái nón này nó dành cho những cái tay đua chạy trong trường đua, hoặc là những cái người mà yêu thích tốc độ cao thì phải sử dụng những cái nón như thế này để mà có thể mà hấp thụ được những cái lực. Khi mà chúng ta lỡ may chúng ta té ngã, cái điều đó chúng ta không thể nói trước được. Ngoài ra ở cái nón beo này, cái kiến của nó là một cái cách tháo kiến rất là mới. Bạn chỉ việc có hai cái nút bấm này, không phải bấm vô nó sẽ rớt ra, bạn phải mở kiến lên, bấm vào, đẩy tới thì nó sẽ rớt kiến ra. Bên đây cũng vậy, bấm vào, đẩy tới là sẽ rớt kiến ra. Thì trên cái kiến beo hiện nay nó sẽ luôn có những cái ngàm này, gọi là ngàm được gắn pin lock. Pin lock là cái gì? Pin lock là giống như những cái miếng mà để mà phủ phía ngoài đây, dùng để làm gì? Giống như khi chúng ta đang đua xe đi mà tự nhiên một cái nước mưa hay nước gì đó nó văng vô chúng ta, thì nó sẽ giống như có nhiều cái lớp để chúng ta lột cho nó khỏi phải đi chùi. Thay vì chúng ta chùi nó thì tay đua chỉ việc dùng cầm lột vứt đi, lột vứt đi. Thì thường một cái set pin lock nó sẽ gồm khoảng từ 3 miếng, 5 miếng trở lên, nó tùy vào cái set của mình. Thì cái pin lock đó nó bán cũng không có rẻ, tại vì nó dành cho dân đua mà, dân đua thì nó dư tiền đấy. Còn mình thì mình không phải dân đua nên mình chạy mình mệt thì mình tắp vô mình nghỉ rồi mình vệ sinh kiến sau. Thì sẵn đây mình nói thêm luôn, có rất là nhiều bạn á vệ sinh cái kiến này nó không có đúng cách. Nhà sản xuất yêu cầu á, khi mà chúng ta vệ sinh nó, chúng ta không vệ sinh khô mà chúng ta phải vệ sinh ướt. Thường á là mình sẽ tháo cái kiến hẳn ra giống vậy, mình đem vô giòi nước. Đầu tiên mình sẽ xả nước nó dưới đó, dưới giòi nước mình sẽ lấy tay mình chùi. Thường những cái xác chết, những con thiêu thân hay gì sẽ dính rất là chặt, mình sẽ chùi để cho cái xác của nó mềm ra và mình chùi cho nó ra hết. Sau khi mà nó sạch sẽ hết rồi thì mình sẽ sử dụng một cái khăn chuyên dụng. Cái khăn đó nó rất là mềm, mà lần trước mình cũng đã nói rồi, mà để mình chuyên rửa xe á, cái đó mình lau mặt cũng được nữa, nó rất là mềm. Thì sau khi mình rửa sạch hết rồi mình lấy khăn đó mình lau nhẹ lại thôi. Có một số bạn á tới những cái quán ăn sử dụng những cái giống như là khăn giấy, mà kiểu như khăn giấy mà chùi mà lại rẻ tiền, hoặc là bất cứ loại khăn giấy gì mà mình chùi khô nó đều xước cái mặt kiến hết. Nó không xước thấy rõ mà nó xước li ti khi mà đèn chiếu vô nó sẽ thấy cái sự xước đó. Thì cái đó là một cái sự gây tổn hại đối với kiến nón bảo hiểm. Thì cái đó là không nên. Nhớ nha, kiểu gì thì kiểu, nên rửa nó bằng nước và tay để chùi hết những cái vật bẩn ra, sau đó mới lấy khăn lông mềm để chùi lau lại. Thì để nói tiếp nữa là beo hiện giờ nó đang có một cái kiến, nó gọi là kiến đổi màu photochromic. Có nghĩa là khi mà có ánh sáng mặt trời tác động vào cái kiến á, thì cái kiến sẽ tự động chuyển sang màu tối hơn để làm dịu con mắt mình. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là bạn chỉ sử dụng một cái kiến duy nhất cho mọi thời điểm trong ngày. Bạn đi buổi sáng tự động nó sẽ tối lại, và bạn đi buổi tối thì tự động nó sẽ trong ra. Một tí xíu đây mình sẽ đem cái kiến mà có công nghệ photochromic đỏ màu theo ánh sáng này đem ra test cho các bạn xem. Nhưng mà mình không biết bây giờ có thể test được hay không, tại vì bây giờ ánh mặt trời nó đang bị yếu đi. Đấy, thì đấy là nói xong về cái nón beo full carbon. Nó là full carbon nhé, nó sơn tem lên thôi nhưng mà toàn bộ nó là carbon. Đấy, thì bây giờ kế tiếp mình sẽ nói qua về cái nón Arai. Arai hiện giờ nó đang là một cái thương hiệu mà rất là nhiều người đang nhắc tới nó. Dĩ nhiên nó giá nó cũng không rẻ, chẳng hạn như cái beo carbon này giá khởi điểm có lúc nó mới sản xuất ra là ở mức khoảng 700 đô, thì tính ra tiền Việt nó khoảng tầm 16 triệu. Thì nay hiện giờ nó đang giảm giá, nó chỉ còn khoảng từ 11 tới 12 triệu một cái thôi. Đấy, mà mình rất là may mắn, bạn mình nó tặng mình nên mình không có tốn tiền. Và bây giờ mình sẽ khui một cái nón Arai. Có thể là do mình sống hiền hòa vui vẻ với mọi người nên mọi người hay thích tặng quà cho mình.
thì nói chung là tặng quà cho mình thì mình cũng phải đi tặng lại thôi, nhưng mà chủ yếu là anh em mà chơi biết nhau mà tặng quà cho mình là mình thấy vui rồi, có quà là vui rồi. Đây bây giờ bắt đầu qua tới Arai. Arai là một trong những hãng sản xuất nón cho Ducati, bán cho những các fan hâm mộ Ducati sử dụng xe Ducati. Nhưng mà thực tế là mình sử dụng nón này để mình chạy đủ loại xe từ Honda, Suzuki, Ducati, lâu lâu mình mới chạy. Đấy thì nhiều khi nhiều bạn cứ sợ là mình chạy vì sao đội nón Ducati thì lại chạy những xe Honda khác, nó không quan trọng, nó quan trọng là nó đẹp thôi, với lại kiểu dáng nó, chất lượng nó bảo đảm an toàn cho mình, ok là ok rồi. Thì với cái nón mà Arai này thì nó có công nghệ gì? Đây, đây là một cái nón Arai bản giới hạn. Đây nha, nó là bản Vector 2 Pro của Ducati. Mã của nó là, cái màu của nó là màu HV1, là màu dành riêng cho Ducati. Thì cái size nón này nó là size nón 53-54 dành cho người có vòng đầu nhỏ. Nhưng mà có một cái ở những cái nón Arai á, thì vì nó là nón của người Nhật nên nhiều khi cái nón size nhỏ của người Nhật dòng 53-54 thì nó vẫn đội vừa với những người có dòng đầu 56 như mình. Hồi nãy mình đã thử đội giữa cái beo carbon này dành size M dòng đầu 57-58 và nón Arai size 53-54 thì mình vẫn đội hai cái một cảm giác như nhau, nó không có khác biệt gì cả. Có thể đó là sự khác biệt về hãng. Thì đầu tiên ở cái dòng Arai này, cái kiến này nó gọi là cái hệ kiến Rosac System. Nó sẽ là hai kiến, một kiến trong và một kiến khói bên ngoài. Thì cái kiến này á, nó hay cái gì? Nó hay là khi nào mà mình đi ban đêm thì mình sẽ kéo cái kiến này lên. Đấy, và mình để kiến trắng mình chạy. Và khi mình đi ban ngày mình sẽ hạ cái kiến này. Đấy, để mình sẽ hạ kiến này xuống. Thì vì sao nãy giờ mình thấy mình làm nó hơi khó khăn, trong đây nó có cái ngàm, có nghĩa là khi mà bạn mở lên rồi thì nó sẽ bị một cái ngàm lóc lại, là nó sẽ không cho bạn đi xuống nữa. Để gì? Để tránh trường hợp bạn đang chạy tốc độ cao từ cái này cụp xuống, nó sẽ làm tối cho bạn khi bạn đang đi đêm, thì nó sẽ có cái ngàm, nó gọi là cái ngàm chống chụp xuống. Thì khi mà bạn muốn hạ nó xuống thì bạn phải cầm cái kiến, bạn kéo về phía trước và bạn mới hạ xuống được. Đấy, khi mở lên cũng vậy, phải kéo về phía trước rồi mở lên hoặc mở xuống. Còn bạn để yên á, nó sẽ bị lắp, nó không cho bạn xuống. Đấy đấy, thì cái nón hai kiến này mình rất là thích cái kiểu hai kiến này. Đấy, còn về cái nón Arai thì như lần trước mình đã nói rồi, thì Arai nó là hàng sản xuất thủ công, mọi chi tiết gia công của nó đều làm bằng tay, nên nó đưa ra một cái chuẩn nón rất là phù hợp. Và mình cũng rất thích đội cái hãng Arai này, vì cái hãng Arai này á, cái tiêu chuẩn chất lượng của nó vừa đạt được chuẩn DOT của Mỹ mà nó vừa đạt được chuẩn Snell, nó đạt đủ mọi tiêu chuẩn cả. Mà nói thêm một phần nữa, chẳng hạn như rất là nhiều cái dòng nón khác cũng kêu là cùng đạt chuẩn DOT. Vậy thì có đồng nghĩa rằng bất cứ nón nào đạt chuẩn đó thì té xuống các lực tác động vào đầu nó cũng như nhau không? Nó giống như vậy nè, tiêu chuẩn đó nó giống như là một cái bằng cấp 3 của bạn á. Có nghĩa là khi bạn đi xin việc làm á thì bạn bắt buộc phải có bằng cấp 3 thì mới xin được. Thì cái bằng cấp 3 đó giống như là cái tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng mà những cái nón tùy vào cái giá tiền thì cái nón nó càng xịn thì chất lượng nó sẽ càng cao. Nhưng mà dĩ nhiên cái tiêu chuẩn đó nó chỉ là tiêu chuẩn cấp 3 thôi, nhưng mà những thằng này nó sản xuất ra tiêu chuẩn đại học hay kiểu vậy, nó cao hơn rất là nhiều lần cái chuẩn. Nhưng mà ở một số thị trường người ta chỉ cần là đạt được cái tiêu chuẩn thấp nhất đó thôi là ta cho mày bán. Còn mày cao quá rồi á, mày cao mày tốt hơn những thằng khác thì là càng tốt. Bởi vậy nên nón mắc tiền và nón rẻ tiền tuy cùng một chuẩn đều là đạt đó, nhưng mà tùy vào hãng, cái lực tác động và lực chịu nó sẽ khác nhau hoàn toàn, chứ không phải là cứ nón nào đạt chuẩn đó là té xuống đập đầu xuống là sẽ y chang nhau, không có đâu, hoàn toàn sai. Vì thế nên mới có nón mắc, nón rẻ, nón đua và nón thường. Đấy, mình thì mình là fan của Arai, mình rất là thích xài Arai. Đấy, nhưng mà dĩ nhiên mình cũng thích xài thử những cái hiệu khác. Nhưng mà bây giờ mình sẽ
khui tiếp một cái con mà mình đang hay sử dụng đây. Mình cũng vừa mới update thêm cho nó một số đồ chơi. Đấy, cái nón Arai của mình á, nó cũng là nón Arai của bản Ducati. Thì bình thường đó, cái tem màu đỏ trắng xanh này nó là nguyên bản của nhà sản xuất. Mình về mình mới tự đi design, mình cắt thêm những cái con tem, những cái con số như thế này. Thì con số 84 này nó là gì? Có nghĩa là ngày sinh của con mình là ngày 8 tháng 4. Vì thế nhiều bạn cứ hỏi là anh sinh năm 84 à? Không, mình sinh năm 86. Còn con số 84 này á, là để kỷ niệm và mình nhớ mãi cái ngày sinh của con mình, là cả hai đứa nó đều sinh cùng một ngày. Đấy, thì mình hát thêm một số chữ giống như là tên của mình. Đấy, và ngoài ra cái mà mình ưu ý nhất đó chính là cái bộ kiến của nó. Nó cũng là dòng Arai Prosec, có nghĩa là hệ thống hai kiến của nó. Nhưng mà cái dòng này á, cái kiến này nó cao cấp hơn, nó mắc tiền hơn gấp đôi so với kiến đen. Kiến này nó là kiến tráng gương, và cái kiến này nó tráng màu xanh. Cái màu xanh này á, khi mình đi nắng á, nó ra cái màu nó rất là dễ chịu. Nó cảm giác là nó hơi hồng hồng, tím tím tí xíu, thì để cho mình rất là dịu con mắt, nên mình rất là khoái nó. Đấy, vì thế nên bây giờ khi mình đi ban ngày hoặc là nó hơi thiếu sáng tí, mình vẫn có thể ập kiến này mình xài. Nhưng bắt đầu mà khi bắt đầu đến trời ban đêm, mình cần sáng nhiều hơn, mình chỉ việc tháo nó lên. Nó sẽ không bao giờ, khi mà nó lên với nó vô ngàm rồi á, thì nó sẽ không bao giờ tự xuống nữa. Đấy, bạn nhìn thấy làm sao? Đấy, và ở với cái dòng cao cấp thì nó sẽ có cái cánh gió. Đấy, đây cũng là cái công nghệ của Ara. Thì cánh gió này chi là khi bạn đi tốc độ chậm á, thì bạn sập cái cánh gió này xuống. Còn khi bạn đi tốc độ nhanh á, khi mà bạn chụp gió á, thì lúc đó bạn sẽ kéo cái cánh gió này lên cao. Thì cái cánh gió này nó sẽ giúp ổn định khi bạn chụp gió này, nó sẽ giúp đẩy cái luồng gió nó lướt qua đầu, giúp cho cái đầu mình ít lắc. Vì có một số người không hiểu vì sao cái cánh gió phía đằng sau của Arai nó cụp lên cụp xuống để tác động gì, thì đó cũng là một cái công nghệ của Arai ở những dòng xe đua, là nó sẽ có cánh gió đấy hạ xuống hoặc là lên tùy vào cái tốc độ mình chạy. Với Arai á, thì mình cảm nhận như thế này, cái lớp mút và chất liệu nó làm rất là tốt, chạy nó rất là thoáng mát. Vì sao mát? Thứ nhất là dưới miệng của nó cũng có cái học để vào gió rất là lớn. Thứ hai là ở trên ngay kiến này, nó thổi trực tiếp vào ngay phía trên trán này, giúp cho mình không có mồ hôi ở đây, giúp cho mình rất là mát. Và gió nó sẽ luồn theo một cái lỗ này vào đầu, ngay chính giữa đầu mình. Những cái luồng gió bên hông này sẽ lấy tỏa ra phía đằng sau nó. Và thậm chí hai phía hai bên này là để cho cái đường gió khi nó vô, nó sẽ luồn cái gió nóng trong người đầu mình lòi ra ngoài đây. Đấy là một cái mà mình rất là thích sử dụng Arai hiện giờ. Nhưng mà dĩ nhiên với cái nón beo carbon full hiện nay, với một đống công nghệ như thế này, thì mình đang xem xét ý định là có nên giữ nó xài hay không. Đấy, xong cái nón đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tới một cái nón khác. Mà nón này lâu lắm rồi mình ít sử dụng lắm, thường để mình đi biểu diễn hay là mình chạy trong thành phố hay cái gì nó nhẹ nhàng. Thì cái nón này á, nó cũng là nón carbon, nó là Icon Variant Carbon, nó là dòng lăng. Có nghĩa là dòng này là bạn đội vô á, bạn chạy sport cũng được, bạn chạy naked cũng được, bạn chạy cào cào cũng được, bạn chạy cái gì cũng được, bạn thích là bạn chạy thôi. Đấy, thì cái nón này có ưu điểm á, là nó có thể che được nắng tốt. Cái view nó rất là rộng do cái mỏ này trước nó bóp lại. Nhưng cái nhược điểm của nó là gì? Bạn không chạy quá 130 được. Tới 130 là cái nón của bạn, cái này nó kéo cái đầu bạn ra làm sao, rất là khó chịu. Đấy, nên mình thường mình sử dụng cái nón này để mình đi ở tốc độ chậm thôi. Nó rất là ngầu, nhìn nó rất là cool, kiến tráng gương. Đấy, và trọng lượng nó cũng ổn nữa. Đây là một trong những cái nón mà mình hay đi khi mà mình sử dụng đa phần các loại xe. Mình không quan tâm tới loại nào chứ.